Xin chào tất cả các bạn, mình là Hayu đây. Mình là người đứng ra mở giải đấu và điều hành giải đấu. Đồng hành cùng với mình có Phúc Hành là nhà tài trợ chính của giải đấu. Ngoài giải đấu ra, mình sẽ còn có những voucher rất là hấp dẫn dành cho những khách hàng bên Hayu. Ngoài những giải chính thức, mình sẽ còn những mini game dành cho những anh em chơi để xả stress. Rất mong được mọi người ủng hộ trong thời gian sắp tới. Mình đây là Phúc đây mọi người. Mọi người cũng biết rồi đấy. Thì như mở đầu chúng ta đã có màn giới thiệu của Hai Thu. Thì mình cũng rất là may mắn khi mà được làm người tài trợ chính cho gần như là toàn bộ giải đấu của chúng ta nhé. Thì hiện tại thì với cái giải đấu này chúng ta sẽ có những giải đấu eSports và những giải đấu 2v2. Nếu anh em đăng ký thì các bạn có thể xem cái những video mình có ghim ở trong cái trang chủ của channel chúng ta nhé. Và cái kênh Phúc Cảnh của mình nữa. Nếu mọi người thấy hay, mọi người thấy ok và mọi người rất là thích ủng hộ giải đấu thì mọi người thích thì chúng ta xin một like, một subscribe kênh để chúng ta sẽ có rất là nhiều giải đấu sắp tới nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Dạ. 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 Dạ